nó không có đánh. Quân đội Ukraine đến thì quân đội Nga họ chạy thôi, họ bỏ chạy thôi. Bây giờ hàng loạt những hình ảnh trên mạng xã hội, những thiết bị xe tăng, súng đạn, cà nông, pháo gì của Nga nó để, trời, nó để tứ tăng lắm á. Vì nó không có thời gian để di chuyển, nó không còn thời gian để di chuyển, nghĩa là binh sĩ của Nga họ chạy bằng xe được hay là chạy bộ, họ chạy, họ tháo bỏ chạy. Vì cái sự tấn công một giống như là một cái sự quả tấp của quân đội Ukraine, họ đánh, họ không có đánh, bây giờ nó không còn đánh nữa. Mấy ngày đầu nó còn giao tranh nữa, Ukraine còn phòng thủ rồi còn, bây giờ tới ngày thứ ba, ba ngày gần đây thì tại miền Bắc thì Nga không còn đánh nữa, Nga chạy về thành phố. Có thể là do phía bên quân đội của Nga đã băng lệnh, vì cái phòng thủ đằng sau nó chắc cú hơn. Ở Lugansk, là cái Lugansk là cái thành phố cách đây không lâu mà Nga đã chiếm lãnh cách đây khoảng vài tháng về trước, thì hiện bây giờ có thể là cái nơi đó nó phòng thủ chặt chẽ hơn, hơn là những cái nơi, những cái ngôi làng nhỏ mà Nga đã xây dựng, nó không tác dụng được nữa. Với cầm cự ở đó thì mất sinh mạng nhiều hơn mà thôi. Nên là Nga có thể, bởi vì hiện bây giờ Nga không có công bố cái điều đó, chỉ có điều là chắc chắn là trong những mấy tiếng đồng hồ gần đây thì không có giao tranh gì hết, quân đội Ukraine cứ tấn và cứ lấy đi đâu là giải phóng nơi đó, vì không có bắn. Nên là cái điều đó nói chúng ta biết cái gì, là bây giờ cái đài Việt Nam á, bữa nay mình coi á, đài Việt Nam nó cũng đưa rồi, có nhiều người comment họ nói cầu rồi, Nga thua rồi phát xít Nga thua rồi, Nga chưa có thua. Đừng nói câu đó quá sớm, cái câu đó chúng ta không có thể nói được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nói một cái câu mà Trung Nguyên khẳng định một câu là Ukraine đang chiếm ưu thế và lấy lại lãnh thổ rất là nhiều trong vòng 3 ngày, chứ thua thì chưa có thua. Putin chưa có đầu hàng, Putin chưa có ban lệnh rút binh, nên là chưa có quá vui mừng quá sớm các đơn vị ạ. 30 chưa phải là Tết, cuộc chiến tranh này nó còn kéo dài mà. Chỉ có điều là thời gian nó quá ít trong vòng 3 ngày, đặc biệt là chúng ta phải nói vào ngày từ ngày 9 Tây, 10 Tây, ngày 11 Tây, là 3 ngày này cái sự phản công nó quá hay, nó quá đỏ giỏi, Ukraine quá giỏi, lực lượng quân đội Ukraine quá đạt được thành tựu, đánh một cách quả tốc, mà đánh một cách là bất chợt, và phía bên Nga đã bị thất thủ ở miền Bắc, Và cái miền Bắc Nga có thất thủ thì Nga phải bắt đầu lùi về cái khu vực ly khai của Nga, lùi lại một quân đội ly khai, vì cái nơi đó là cái nơi chặt chẽ nhất mà Nga đã đóng đô phòng thủ. Và cái điều vui như thế này nè, ngày hôm nay á, Tổng thống Zelensky á, ổng có một lời phát biểu rất là nhẹ. Ổng nói cái sự lựa chọn tháo bỏ chạy là cái sự lựa chọn thông minh. À, bởi vì đâu có đánh. Bởi vì gì? Nga nó không có đánh nữa. Bây giờ ở miền Bắc Nga không có đánh, Nga chỉ có chạy thôi, nên là không có bắn, không có hai bên giao tranh. Nên là Tổng thống Zelensky ông kêu là cái sự lựa chọn tháo bỏ chạy là cái lựa chọn thông minh.